sẽ học bài. Hay, rất là hay. Xin em đừng khóc vui. Bài hát này rất là nhiều yêu cầu, rất là hay các bạn. Mình nó hơi buồn tí xíu ha. Rồi, bài này chúng ta chơi điệu bolero. Tao thì các bạn chơi tới son thứ được rồi. Son thứ nam hát ha. Các bạn chỉnh trên bóc là -2, chúng ta sẽ chơi la thứ luôn. Rồi những tiếng cần thiết cho bài này thì các bạn dùng cho mình tiếng đàn bầu, cần tiếng đàn bầu, tiếng đàn cò. Rồi, vậy như thế cũng được rồi. Rồi những tiếng khác, tiếng phụ thì các bạn cứ tự thêm vô ha. Rồi, bây giờ quan trọng cái phần intro này. Các bạn nghe cái phần intro nó có cái bài này nó có cái trúc cái dạng như thế này các bạn. Tempo bài này các bạn cho 7-8 ha. Nó có cái trúc như nè. Phần này giống như là một cái phần làm nền vậy đó các bạn. Làm nền có nghĩa thí dụ la thứ đi, la thứ thì các bạn đàn như thế này. Mi si đô la, cái mi ngày phát mạnh này. Đây nè. Mi si đô la, mi si đô la, mi si đô la, mi si đô la. Đó, nó như vậy đó. Mi si đô la, cái này của la thứ ha. Còn nếu mà trường hợp nếu mà son trưởng thì các bạn sẽ là re la si sa, re la si sa. Đó, nó cái nền. Giống như làm cái nền đó. Cái nền này giống như là khi mà các bạn đệm hát á, các bạn không có thể chúng ta không có câu cũng được nữa, chúng ta làm cái nền này cũng được, thay đổi hợp âm nó nghe mọi người hiệu quả các bạn. Rồi pha trưởng thì đô son la fa, đô son la fa, còn mi thì si fa son mi, si fa son mi. Nhưng mà trường hợp nếu mà mi trưởng hoặc mi bảy thì các bạn sẽ si fa son thăng mi, si fa son mi, đó là cái cách đó, cái bộ hợp âm. Ví dụ giống như thí dụ người ta hát đi, rồi bạn làm nền như thế này. Đừng nhìn nhau chi mà than lại bờ mi, nhau chưa biết. Đó, cái kiểu là cái cách này để làm, chúng ta làm phần đó làm nền. Mi si đô la, theo hợp âm ha, theo hợp âm của giai điệu trong bài. Rồi, cho nó phần nền nó không cần bỏ qua phần đó cũng được, tại vì chúng ta có với một cái đàn chúng ta không thể là làm đủ mọi thứ được, bao nhiêu cái đàn hợp lại mới được ha. Rồi, bây giờ chúng ta vào phần intro luôn ha. Phần intro thì nó cũng có phần làm nền, phần làm nền đó. Mi si đô la, mi si đô la, trước là phần ba thứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếng đàn cò. Các bạn nhìn trên cái màn hình nốt ha. Phần tiếng đàn cò là các bạn sẽ đàn giai điệu như thế. Mi la la đô rê. Mi nghe chỗ bỏ là thứ, la la đô rê bỏ rê thứ. La si đô pha trưởng. Đô si la si mi bảy. Rồi tiếp tục. Mi la la rê giống trên thôi. La si đô giống luôn. Rồi bắt đầu khác con bốn nốt cuối. Si la son la. Chỗ si chúng ta bỏ mi bảy và la son la bỏ là trở là thứ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua cái tiếng galaxy, chúng ta sẽ đàn cái giai điệu là rê mi fa. Bỏ fa rê rê thứ các bạn. Mi rê đô rê mi. Chúng ta bỏ la thứ chỗ này đi ha. Dạ. Rê đô. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đổi qua tiếng cò. La đô si bỏ mi bảy son mi la, tại vì la thế. Rồi nốt thì là cánh đọc nhanh, tại vì trên màn hình nó đã có hiển thị rồi, chúng ta không phải ăn chú ý các bạn nhìn trên cái bàn phím á, là nốt nó nằm vị trí nào thôi. Rồi bây giờ chúng ta vô intro nè ha. Mi si đô la, mi si đô la, mi la đô re, la si đô, đô si la si, tiếp tục. Thế là phần intro, chúng ta làm lại phần này, intro một lần nữa. Đầu tiên, các bạn dùng tiếng cái tiếng này các bạn có thể dùng tiếng piano, không thì chúng ta dùng cái tiếng galaxy, nó nằm trong cái họ piano các bạn. Tiếng này ha, làm nền phần này. Các bạn làm phần này hai câu đi. Mi si đô la, mi si đô la. Oh,
thể dầm là dặn là cái phần phần đó mà con nó đô si sò mi la, đô si sò mi la ha. Rồi. Nghe xong giai điệu intro ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đoạn A luôn. Bây giờ mình không đọc nốt nữa, mình sẽ vừa đàn vừa đọc nốt cho các bạn luôn. Ở trên nốt sẽ hiển thị rồi, chúng ta đã mất thời gian tí thiếu. Rồi. Bây giờ cái bài này thế nào, nó luyến, nó rất là nhiều cái nốt luyến, nó luyến cho nên là những cái nốt, đây là những nốt sườn thôi. Các bạn có thể tùy theo có một ca sĩ có cái liên lái khác nhau cho nên nó sẽ đi rùng những nốt phụ khác nhau nữa. Còn những nốt sườn chúng ta phải nắm ha. Yeah. Mì là đoạn A ha. Mì la la. Chỗ này là mí mí, là rê mí gì cũng được. Là rê mí. Xong đoạn A ha, bài này dễ. Cái tới đoạn B á, thì nó cũng giống na ná như đoạn A nhưng mà nó khác nó phần đầu tí xíu rồi phát phần cuối câu cuối tí xíu. Nó khá thay đổi tí xíu phần đó ha các bạn. Rồi đô la nó khác nè, đô la. Rồi bây giờ cái phần kia nó giống. Nó khác phần đó. Đô la xong cái mi la đô mi la giống phần kia rồi. La la đê mi. Mi la đê mi. Mi la đô rê rê đô la la đô. Câu cuối cùng thôi, không nên chúng ta quá nhiều. Về cái phần điểm hát này thì mình trong quá trình giờ mình chỉ các bạn nè, lót thành những câu đơn giản thì các bạn nhớ luôn ha. Chứ tại vì một lát mà quay lại mình sẽ không nhớ đâu. Tại vì
cái này nó không có rập khuôn, tức là âm nhạc chúng ta không thể học thuộc lòng được. Học thuộc lòng chỉ dành cho các bạn mới bắt đầu chơi thì các bạn viết ra để bạn học thuộc lòng thôi. Còn khi mà áp dụng quen nhiều bài thì mỗi bài nó có một cái chất khác nhau, và chúng ta có những cái kỹ năng riêng rồi chơi nhạc rồi á, thì chúng ta tự động chúng ta sẽ chơi được thôi, chứ không nhất thiết phải chúng bài đó phải thuộc lòng từng câu từng chỗ như vậy. Nó nên ha. Tại mình chúng ta chơi sẽ rất là nhiều bài, và vấn đề âm nhạc thì càng ngày nó càng nhiều bài khác nhau, rồi nó nhiều cái tiết tấu mới lạ nữa. Cho nên các bạn tập cho mình một cái kỹ năng để chúng ta chơi và áp dụng cho cách để áp dụng cho nhiều bài, chứ chúng ta không nên là học thuộc lòng khuôn mẫu một bài. Rồi. Ví dụ ha. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Cái này các bạn có thể đang đàn lo cả đô si sổ âm la. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Không tránh đường tư ly, không đường tư được rồi, mi rề mi là được rồi, là các bạn kéo bên kéo hợp với tiếng đồng bào là nó ra được cái chất mùi rồi. Không đánh thượng tư ly, ai biết đợi mai sao bao dài biết đâu ngờ tình hai chúng ta bao bằng đúng nè, lẽ nào phôi pha. Phải lẽ nào phôi pha. Các bạn có thể đó cái câu là mi si mi la do si, mi si mi la do si. Đường B đường rồi. Đường B thì có thể listing bè không thôi là tiếng guitar thay đổi tiếng ha. Xóm xa từng tiếng lòng đầy vương mình mỗi xa sao không bằng nơi ơi mất rồi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn câu này, lót từ bắc qua nha, từ la bắc qua re ha. Rồi nốt, cái bây giờ chúng ta học thuộc nốt trước. Mi rê mi rê thằng mi rê mi la ngón ha, mi ngón tới ngón trỏ, mi la xong có tới nút sơn thang, nút la ngón cái tới nút si ngón trỏ, đô ngón giữa, rồi rê chúng ta lồng ngón cái qua, rê ngón cái, mi trỏ, fa ngón giữa, trả lời nút rê. Rồi ha, mi rê mi la, chuẩn bị cái ngón, các bạn phải chuẩn bị cái ngón cho đúng, chúng ta lại đi cái không mới được. Mi rê mi la son thăng la si đô, lòng ngón cái qua, rê mi fa rê. Nếu ngón các bạn cái đi không đúng chúng ta sẽ đi không được. Rồi ha, mi rê mi la son thăng la si đô lòng rê mi fa rê. Ok ha. Cái nốt bây giờ là mới cái nốt thôi, mi rê mi la son la si đô rê mi fa rê. Rồi khi mình chúng ta quen cái nốt rồi, quen cái ngón rồi đó, các bạn cứ ngồi đánh hoài cho quen. Khi ta đánh quen rồi, đánh nhanh cái bàn tay rồi, bây giờ chúng ta phải vào nhịp. Vào nhịp thì như thế này, các bạn sẽ bỏ phách chín, phách một, rồi sau đó chúng ta bỏ luôn cái phách hai, vừa bỏ phách hai, phải bỏ phách hai nha, bỏ luôn phách hai rồi xong chúng ta sẽ đánh đàn vào mi rê mi la. Các bạn chú ý mi rê mi la, nốt la này nó sẽ nằm ngay phách ba, rồi những nốt còn lại thì chúng ta cứ đi đều bình thường. Chắc chắn tới nút rê nó sẽ là tới phát mạnh tiếp theo rồi. Mi rê mi la nó nghe phát ba nè. Mi rê mi la sol la si đô. Nghe đô này nó nằm nghe phát bốn mà. Rê mi fa rê nằm ngay nó sẽ là nghe phát một. Ha. Nói thì năm na bây giờ tôi vào nhịp thử ha. 1 2 đó. 1 2 3 đó. 1 2 3. Ok. 1 2. Rồi bây giờ chơi tiếp. 1 2 sol la si đô, nút đô nằm ngay phát bốn ha. 1 2 3 4 rồi ha, đô nằm ngay phát bốn. 1 2 rồi là câu như vậy. Lại 1 2 lại 1 2 rồi lại
hầm rê luôn ha. Một hai mi rê la si do re mi ba rê. Lại một hai mi rê mi la sol la si do re mi ba rê. Câu này nó sử dụng ở chỗ mà trước đó mình nghe chữ đa học âm la đó, chúng ta rì giống qua rê đó. Xót xa tình tiền lòng đầy vơi, lòng mình mũi xa sao không bằng người ơi. Chuẩn bị nè, không bằng người ơi. Đó, bây giờ chạy hết câu này chúng bắt đầu chạy nha, chuẩn bị phát. Bằng người ơi, hay trăng nước còn đây. Đó, trăng nước còn đây nó nằm ngay rê. Các bạn cái cách đó thì chúng ta chạy từ cái la qua học âm rê ha. Và chúng ta sẽ áp dụng cho rất là nhiều bài với câu này. Trăng nước còn đây, em đâu rồi, xa cánh phương trời. Tình thông thang, chọn đời riêng mang. Lóc đô si là si sòn la. Câu đó ha. Chọn đời riêng mang, đô si là si sòn la. Rồi, các bạn chú ý ha, cái phần cái câu hồi nãy á, chúng ta sử dụng từ hợp âm la rê. Các bạn có thể qua rất là nhiều nốt khác. Mi là mi rê mi la sol la si do re mi fa. Không, chúng ta không đợi nốt rê, chúng ta đợi đợi bất kỳ cái nốt khác nếu chuyển qua nốt mi không chừng. Mi la sol la si do re mi fa mi cũng được không chừng nữa ha. Chúng có rất là nhiều cái để sử dụng. Còn thôi nếu mà chúng ta về la thì chúng ta có thể đi như này. Mi rê mi la sol la si do re mi sol la. Thấy cái câu cũng dài vậy mà chúng ta sẽ về la. Y chang vậy thôi, nhưng mà đừng đợi phá rê mà chúng ta sẽ đổi là sol la. Một hai mi rê mi la sol la si do re mi sol la. Rồi vậy ha, có nhiều cái đi và biến tấu những cái nốt phía sau. Rồi đem được khúc let's tiên bè thôi. Xe xe hoa đoạn C này thì bây giờ thì các bạn lấy tiếng đàn cò để thay đổi tiếng thôi, mình thay đổi tiếng làm kiểu khác. Đớn đau tình tiễn lòng đầy vơi. Vậy là xong ổn bài ha. Rồi điểm hát ở đây đủ rồi. Vậy là xong bài này đi. Xin em đừng khóc vô quy. Rất là hay, ok. Và chúng ta sẽ kết thúc bài tại đây thôi. Rồi rồi bây giờ chúc các bạn thành công với Xin em đừng khóc vui. Các bạn nhớ đăng ký kênh này để theo dõi những clip hướng dẫn tiếp theo của Trần Khánh từ cái kênh này trở đi ha. Rồi các bạn muốn xem những cái phim hài hước gì của thằng ve chai thì các bạn nhớ gửi thằng ve chai để xem những bộ phim của Trần Khánh làm để ủng hộ nha. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye các lớp.